Phát hiện ra tổ ong các bạn ơi. Ôi giời. Một tổ ong, còn không xem có tổ nào nữa không? Rất là tình cờ bạn ạ. Chào ngôi nhà hoang này, này. Có tổ ong. Mình đoán dự đoán rất là may mắn rồi. Xem bên này có tổ nào nữa không? Bên này không có nhá các bạn. Đi đi đâu vào đã. Không? Đương nhiên cái này. Nhưng mà ở một chỗ thôi, đừng có đi lại lại lung tung. Ờ, nhưng biết thế là đừng có đi lại lung tung. Ở trong này cũng hơi khó bắt đấy. Chỉnh ơi, mượn cái điếu thuốc tôi thổi thế nào. Thôi không ơi. Chỉnh ơi, đã biết thấy còn rắn lên đừng có đi lung tung động cái này bò ra đấy. Trứng rắn hay trứng gì đấy? Chạy quả trứng á. Đâu? Đâu? Đâu?